Cảm xúc tiếc nuối lan tỏa trong lòng người hâm mộ Arsenal sau thất bại gây sốc cuối tuần trước, đánh dấu điểm kết cho chuỗi trận không thua. Đứng trước Newcastle, đoàn quân của Mikel Arteta đã không thể hiện được phong độ cao nhất, thậm chí còn gặp bất lợi từ quyết định có phần tranh cãi của trọng tài. Tại St. James Park, pháo thủ thiếu đi sự sắc sảo thường thấy, nhất là khi Gabriel Jesus không thể ra sân, cùng việc Gabriel Martinelli và Bukayo Saka bị kẹt trong sự chăm sóc đặc biệt của đối phương. Sự vắng mặt của Eddie Nketiah, một tiền đạo không quen với việc chơi độc lập, càng làm nổi bật hạn chế trong lối chơi của Arsenal. Dù vững vàng ở các tình huống cố định, nhưng pháo thủ không thể luôn dựa vào chúng để phá vỡ thế bế tắc. Trong khi đó, Sevilla với chỉ 3 chiến thắng từ đầu mùa lại càng có lý do để lo lắng hơn khi đối đầu với Arsenal tại đấu trường châu Âu, nơi mà họ đã thất thủ trong lượt đi và khả năng để lấy điểm tại Anh là không hề dễ dàng. Chấn thương của các trụ cột như Gabriel Jesus và Thomas Partey cùng với sự vắng mặt của Emile Smith Rowe càng khiến cho khả năng phục hồi của Arsenal trở nên khó khăn.